Và đây là bài đánh giá chi tiết con JBL Lead Pro Plus đó. Các bạn cùng coi cùng mình nhé. Và cho em xin intro anh ơi. Đây, đầu tiên để nói về sản phẩm này thì mình phải công nhận một điều là nhà JBL làm hộp chất thật. Đó, cái này thì nghe nó hơi vô duyên nhưng mà với cái mức giá ở đâu đó khoảng cỡ 3 triệu thì nhà JBL đã đưa cho chúng ta một cái hộp thật sự rất nhiều phụ kiện ở trong đấy. Và cái này là phải khen nha, vì JBL luôn luôn đưa cho chúng ta những cái hộp rất là chất lượng ở trong các cái sản phẩm, nhìn rất là chỉnh chu. Và nếu như mà để so sánh với các hãng khác thì thật sự rất ít hãng làm được cái điều này, khi mà chất lượng tất cả mọi thứ ở trong hộp, tất cả các phụ kiện của nó đều nhìn rất là xịn sò. Chúng ta có một cái mảnh giấy để hướng dẫn và nó rất là nhiều ngôn ngữ ở đây thì chúng ta có thể đọc được tiếng Anh đó. Nó sẽ có là My JBL Headphone. Thì các bạn nhớ là cái app này cho thằng tai nghe á, thì các bạn phải tải đúng JBL Headphone nha. Nếu như các bạn tải những cái của loa này, của các sản phẩm tương tự như vậy thì chắc chắn là không được. Ngoài ra thì nó có hướng dẫn một chút nhưng mà thực sự thì chúng ta cũng chả quan tâm cái đấy lắm. Chúng ta có rất nhiều sách hướng dẫn và thật sự là mình phải nói thật, cái số lượng sách hướng dẫn này nhìn rất bắt mắt và rất là dài luôn. Nó hướng dẫn tất cả mọi thứ từ Google Assistant, từ cái nguồn gốc rồi Harman Kardon là của JBL rồi bla bla bla, hoặc là JBL đạt được chuẩn âm thanh của Harman Kardon thì mình cũng không nhớ là của thằng nào đạt thằng nào. Nhưng mà nói chung là JBL và Harman Kardon có quan hệ. Đó. Dây xịn. Nhưng sau khi xài một thời gian thì mình nhận ra là các dây của JBL nhìn thì rất là xịn nhưng mà thường thường cái khả năng chuyển điện của nó không tốt lắm, cho nên là nhìn dây xịn thôi, chất lượng gia công nhìn rất là tốt. Ngoài ra có rất là nhiều fit, nó có tới tận 4 5 size tai lận. Ngoài cái size basic của nó ra thì chúng ta có tới tận 5 cái size tai khác để chúng ta thử, thì cái này là một cái điểm cộng rất là lớn, tại vì rất nhiều người có kích thước tai khác nhau và để chọn được cái tai nghe có cảm giác đều tốt nhất và phù hợp nhất với mình là một trong những thứ mà chúng ta rất quan tâm, và JBL luôn luôn làm tốt cái vấn đề này. Tiếp theo để nói về cái hộp của nó đi, thì đầu tiên cái cảm giác đập vào mặt là nó cực kỳ nhỏ và nhẹ. Mình không rõ cái trọng lượng của nhà JBL là công bố là khoảng bao nhiêu vì mình không tìm được cái nguồn thông tin này, nhưng mà mình có nghe phong phanh ở đâu đó là 130 mấy gram thôi. Và nếu như các bạn được cầm á, thì các bạn sẽ nhận ra nó bé hơn hầu hết các sản phẩm hộp tai nghe trên thị trường hiện giờ luôn, ngoại trừ cái dòng Galaxy Buds hoặc là một cái vài dòng nó thực sự rất là nhỏ gọn ấy, thì cái con này nó thuộc diện bé và gọn và nhẹ, gần như nhẹ nhất trong tất cả các sản phẩm tai nghe hiện giờ. Ngoài ra ở bên trong á, mình phải nói thật là với những gì mà trải nghiệm mà nó đem lại thì cái phần tai nghe này nó nhẹ một cách quá đáng luôn, nó nhẹ bất ngờ luôn, khi mà cái thông số về cái trọng lượng của nó chỉ có 10 gram thôi. Và nếu như các bạn đeo con này thì các bạn sẽ nhận ra con này nhẹ vô cùng và gần như là các bạn sẽ không cảm giác được là các bạn đang đeo luôn. Nhưng những gì nó mang lại rất tuyệt vời. Cái vỏ này thì sẽ làm bằng vỏ nhám nha, nhưng mình có một để ý là cái vỏ này mặc dù là vỏ nhám và có logo JBL cũng khá là nổi bật, nhưng mà nó có một cái vấn đề là nó hơi dễ ăn vân tay và nó hơi dễ xước, cho nên nếu như xài thì xài phải cẩn thận. Mặc dù là nó là vỏ nhựa nhám, rất là kỳ một chỗ là vỏ nhựa nhám nhưng lại ăn vân tay và hơi dễ xước một tí, thì mình cũng không hiểu lý do tại sao. Có lẽ là nó được làm hơi mỏng so với cái giống kiểu là cái mong ước hoặc là cái sản phẩm bây giờ. Ở đằng sau thì chúng ta có một cái cổng USB Type-C để sạc, thì cái thời lượng pin của con này và cái khả năng sạc của con này cũng khá là ấn tượng, cho nên là mình nghĩ là cái đấy là hoàn toàn ổn. Con này sẽ có một cái hiện tượng là nếu như mà với mức giá của nó, các bạn sẽ để ý là cái hộp mở của nó hơi flex, nó thật sự hơi rẻ tiền so với cái mức giá của nó. Và anh em có thể cảm nhận được rõ là chúng ta có một cái phần mở nó không quá hoàn hảo và nó hơi lỏng lẻo một chút. Rõ ràng là cái mức giá của nó cũng cao nhưng mà cái bản lề như thế này thì sẽ phải là một cái điểm trừ thuộc diện kiểu trừ lớn luôn á, vì nó không tạo được cái cảm giác cao cấp á. Phần nam châm thì chỉ dừng ở mức tạm thôi. Tiếp theo mình sẽ nói kỹ hơn về cái cảm giác đeo của con này, thì thật sự là mình hơi bất ngờ tại vì nó giống như kiểu là tại sao nó lại nhẹ được như vậy khi mà nó sở hữu cái driver là 11mm, tức là một cái driver rất là lớn và nó tạo nên cái cảm giác âm, cái khả năng chống ồn của nó đều rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà nó lại rất là nhẹ nha, các bạn đeo là gần như không đeo luôn, 10g thôi, duy nhất chỉ có 10g. Và cái này mình đã thử đeo ở nhà, mình đeo cỡ 3-4 tiếng mình vẫn không bị cảm giác đau hay cảm giác cấn giống như những sản phẩm khác, tại vì thực sự nó rất là nhẹ và đeo rất là dễ chịu. Nhưng vì nó đeo nhẹ và đeo dễ chịu cho nên nó đẻ ra một cái vấn đề là nếu như các bạn đeo để ăn hoặc là các bạn đeo mở lỡ hoạt động mồm nhiều quá thì nó sẽ xảy ra một cái vấn đề là nó không thật sự gọi thế nào, nó không thật sự fit, đôi khi nó sẽ bị tuột ra và nó sẽ hơi chéo lên. Thì cái này mình nghĩ là giống như kiểu là một cái mình phải chấp nhận thôi, tại vì với cái mức giá của nó thì cái cảm giác đeo thế này đã là quá ok rồi, và những gì nó đem lại thật sự rất ấn tượng, cho nên là mặc dù nhẹ
và có vẻ như đâu đó hơi dễ tuột, nhưng mình vẫn đánh giá cái khả năng đèo của con này rất là cao, cỡ phải cỡ 7.5-8 điểm luôn á. Cái điểm tiếp theo mà mình phải khen sẽ là thời lượng pin, tại vì thật sự với cái phân khúc giá của nó, thời lượng pin thế này là quá hời, đem đến 6 tiếng sử dụng khi mà chúng ta bật khả năng chống ồn lên nha. Và nếu tắt chống ồn 7 tiếng sử dụng sau khi chúng ta sạc lại, cái thời gian sử dụng của cái case này là cỡ 18-20 tiếng lận, tức là chúng ta sẽ có tổng cộng là hơn một ngày sử dụng khoảng cỡ 26-27 tiếng luôn. Thì thật sự đây là một thời lượng pin rất ấn tượng với một cái sản phẩm ở phân khúc 3 triệu, tại vì phần lớn những sản phẩm ở phân khúc này đều có thời lượng pin chỉ có đâu đó 4-5 tiếng thôi, mà con này bật chống ồn lên mà tới 6 tiếng, tức là cái này là giống kiểu nó hơi cheat một tí, nó hơi hack một tí so với phân khúc luôn. Và chúng ta có tới tận 2 kiểu sạc, chúng ta có thể vừa sạc bằng dây nha, sạc bằng dây cáp, chúng ta có sạc nhanh, chúng ta chỉ cần cỡ 10 phút là đã sạc được 60 phút sử dụng rồi. Và ngoài ra nó còn có thể sạc không dây nữa. Thì đây thật sự là cái thời lượng pin của con này là một trong những điểm cực kỳ ấn tượng và anh em phải cực kỳ lưu tâm, vì rất là ít sản phẩm ở phân khúc này có khả năng sạc tốt như thế này. Điều khiển của con này sẽ sử dụng cái chạm, và các bạn chạm cũng tương tự như các cái sản phẩm khác thôi, và chúng ta có thể tùy chỉnh cái kiểu chạm của chúng ta để ra cái thao tác chúng ta muốn ở trong cái app. Đi kèm những cái tính năng trên là chúng ta có chống nước IPX4, thì cái này là một cái chẩn chống nước khá là thông dụng với hầu hết tai nghe hiện giờ, và nó là một cái chẩn chống nước vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng khi mà chúng ta chảy mồ hôi hay là gặp mưa nhỏ. Nhưng mà tất nhiên cái chuẩn này nó sẽ dừng ở mức là chống nước nhẹ thôi nha, không thể cầm con này quẳng vào hồ nước hay mang đi bơi được, nó một điều hơi vô lý. Tại vì nếu như chuẩn IPX4 thì tức là nếu như mà chúng ta muốn mang đi bơi thì chúng ta cần sản phẩm cỡ IPX56 hoặc là IPX7, nó sẽ nghiêng về những con chuyên về thể thao hoặc là sport hơn là những con như thế này, tại vì con này thật sự nó sẽ hướng đến những người dùng ở nhà và những người dùng nữ nhiều hơn. Con này sử dụng công nghệ kết nối là Bluetooth 5.0 và ơn trời cảm ơn JBL đã có khả năng kết nối hai thiết bị, tức là con này có thể đeo và kết nối với hai thiết bị cùng một lúc. Rất ít sản phẩm ở thị trường hiện giờ làm được điều này, và kể cả những sản phẩm ở phân khúc cao hơn luôn. Và chúng ta buộc phải chấp nhận là bây giờ ai chả có trên một thiết bị thông minh mà nó chỉ có thể kết nối với một cái một lúc, thực sự là một cái điều rất ngốc nghếch. Và ơn trời là JBL đã làm cái điều này, nó có thể thông qua cái app của chúng ta luôn để chúng ta trực tiếp quản lý là cái app JBL Headphone. Ở trong cái app đấy nó cũng rất là thông minh khi mà nó có đầy đủ tất cả các tính năng. Đầu tiên là mình phải nói đến là con này đeo vào tai xong, chúng ta kết nối với app xong, nó sẽ tự động đo cho chúng ta là chúng ta có fit cái tai nghe hay không. Cái này là một trong những điểm mình rất là thích, tại vì thứ nhất là họ tặng cho mình rất là nhiều cái fit tai để đảm bảo cho chúng ta là chúng ta dù có kích cỡ tai như thế nào cũng có thể đeo được. Cái thứ hai là rõ ràng là nó được đa dụng rất là nhiều thứ khi mà chúng ta có thể tùy chỉnh tất cả mọi thứ trên chiếc tai nghe này, từ kiểu chạm như thế nào, công dụng ra sao, kéo lên kéo xuống ra sao, thậm chí là chúng ta có thể tìm cả chiếc tai nghe này ở trên cái ứng dụng đấy nữa. Thì đây là một trong những thứ kiểu mặc dù là thừa nhận là đi sau nhưng nhà JBL làm tương đối tốt, nhưng cái vấn đề ở đây vẫn là cái app này thực sự đôi khi nó sẽ bị kết nối hơi ngốc nghếch, nó sẽ bị out ra rồi chúng ta không thể tìm được cái thiết bị của chúng ta. Thì cái này là một cái kiểu gọi là thế nào nhỉ, nó giống kiểu nó chưa hoàn thiện và chưa tối ưu cho tất cả mọi thứ ấy. Thì đôi khi nó vẫn sẽ xảy ra cái tình trạng hơi giật hơi lag ở trên cái app. Nhưng nói về cái độ tiện dụng của cái app thì mình phải công nhận là cái app này tiện thật, chỉ có cái vấn đề là cái app đôi khi nó sẽ bị ngốc nghếch, nó sẽ không kết nối thôi. Ngoài ra thì ở trong cái app này chúng ta vẫn có thể chỉnh được cái EQ, tức là chúng ta vẫn có thể chỉnh được cái filter của bài hát theo cái ý chúng ta muốn, chúng ta có thể tùy chỉnh custom hoặc là xài sẵn tất cả các filter của họ luôn. Và mình phải khen là con này nếu như các bạn điều chỉnh filter và cái cảm giác đeo của chúng ta, nếu như chúng ta chỉnh sang cái chế độ phim á, thì chúng ta được nghe cái cảm giác không gian nó khá là rõ và nó nghe nó thuộc diện sướng á. Tức là các bạn có thể cảm giác được âm nó chạy qua các cái tai, cho nên là mình nghĩ là thôi thì nó đôi khi nó hơi lag một tí cũng được, nhưng mà nó tiện dụng và nó có khả năng điều khiển tốt thì mình cũng sẽ chấp nhận việc đó thôi. Và cuối cùng cái quan trọng nhất mình sẽ nói về chất âm của nhà JBL. Thì từ trước giờ nhà JBL luôn rất nổi tiếng với cái khả năng âm nó thuộc diện âm bass rất là mạnh mẽ và nghe rất là đầm của mình. Nhưng hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề khác nữa, đó là khả năng chống ồn của nó khi mà con này có chống ồn chủ động và chúng ta có thể bật tắt nó. Tất nhiên bật tắt nó tùy chỉnh trong cái app của chúng ta, nhưng mình phải thừa nhận là cái phần chống ồn này nó có một chút gây bất ngờ cho mình. Tại vì khi mà mình đeo lên á, mình thực sự là phải nói là nó làm tốt hơn những gì mình mong đợi từ nhà JBL đó. Ví dụ khi mình đeo lên thế này, bạn vô bạn đó, tức là khi mà các bạn nghe cái tiếng vừa rồi á, thì nếu như mà một chiếc tai nghe thông thường khả năng chống ồn ở mức trung bình khá thì các bạn sẽ cảm giác cái tiếng rất là inh luôn. Nhưng mà khi mà các bạn đeo con này vào thì nó sẽ giảm được tương đối nhiều và các bạn sẽ được lọc rất là nhiều thứ ra khỏi môi trường của nó. Thì với cái mức giá là 3 triệu mà chúng ta có một cái phần chống ồn, mình nghĩ là cỡ 7 điểm luôn á. Tại vì thật sự
khi mà mình đeo cái này ở ngoài đường á, thì cái tiếng gió và các cái thứ âm lớn nó được hạn chế đi rất là nhiều. Và nếu như các bạn để ý, ai mà ở nhà có máy lạnh á, thì cái tiếng máy lạnh nó rất là inh và rất là khó chịu. Nếu như mà chúng ta ở gần cái máy lạnh, khi mà đeo con này vào thì các cái tiếng inh đấy nó biến mất hoàn toàn luôn. Và trừ khi là người ta phải hét vào tai mình thì mình mới nghe thấy, còn không là mình sẽ được tinh giản đi rất là nhiều. Khi mà nó tinh giản phải cỡ 50-70% âm luôn. Và cái điểm này là một cái điểm rất là đáng khen, tại vì rõ ràng là đây là một chiếc tai nghe chỉ có giá cỡ 2 triệu mấy 3 triệu thôi. Cái này sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn. Nếu như chúng ta đang băn khoăn về một chiếc tai nghe cỡ 2 triệu mấy 3 triệu thì con này sẽ rất là sáng giá nha. Cái phần xuyên âm của con này á, thì thông thường những chiếc tai nghe như thế này có khả năng chống ồn chủ động, nó xuyên âm nó sẽ xảy ra một cái vấn đề, nó sẽ tái tạo cái âm lại. Chúng ta sẽ nghe qua cái tai nghe của chúng ta, qua cái mic của chúng ta, và cái âm nó sẽ nghe hơi, gọi là thế nào, hơi stereo một tí, kiểu nghe nó hơi khó chịu một chút. Nhưng con này không có hiện tượng đấy, tức là khi mà chúng ta bật cái chế độ xuyên âm này lên, nó nghe rất là trong trẻo, cái âm ở bên ngoài nó thật sự chân thực luôn. Và nó như kiểu chúng ta không đeo cái tai nghe luôn. Thì nó là một trong những cái điểm mình rất là bất ngờ, vì từ trước tới giờ nhà JBL không quá mạnh và không quá nổi bật về phần này. Nhưng lần này họ làm tương đối tốt. Chỉ có một cái vấn đề là tất nhiên là nếu như so sánh nó với kiểu 1000XM4 hay gì đó thì tất nhiên là không thể bằng được rồi. Nhưng nếu như so sánh với 1000XM3 nha, chúng ta cũng có các chế độ chống ồn để chúng ta điều chỉnh luôn, thì con này tương đối sáng giá ở trong phân khúc này. Con này sử dụng cái driver là 11mm nha. Cái driver này là một cái driver rất lớn luôn, và rất ít sản phẩm trên thị trường hiện giờ sử dụng cái driver này. Và mình phải khen là cái chất âm của con này thuộc diện đầm và khá là ấm. Cái giải âm mà nhà sản xuất công bố là từ 20Hz đến tận 20.000Hz luôn. Thì cái này là một cái giải âm cực kỳ lớn, tại vì hầu hết các loa bây giờ đều cỡ 50-150Hz đến 20.000Hz thôi. Thì nó sẽ thêm được cái phần bass nghe rất là sướng. Nhưng mà cái trải nghiệm của mình khi nghe con này á, thì mình thừa nhận là cái phần bass nó vẫn rất là khỏe, vẫn rất là ấm, vẫn rất là trầm. Khi mà cái này từ trước giờ luôn luôn là điểm cộng của nhà JBL. Nhưng mà nếu như mà nói với mình đây là 20Hz thì mình sẽ không bị quá thuyết phục, vì thật sự lúc đeo mình vẫn chưa cảm nhận được rõ cái đấy quá nhiều. Tức là mình sẽ mong chờ là với cái thông số ấn tượng như vậy cùng với cái driver 11mm thì nó sẽ phải có cái chất âm kiểu nó vượt phân khúc luôn á. Nhưng cái chất âm của nó chỉ dừng ở mức tốt ở phân khúc thôi, chứ không thể gọi là quá vượt phân khúc được. Cái tất nhiên là nó nghe vẫn sẽ sướng thôi, cái phần bass vẫn dày, vẫn ấm, vẫn trầm, nghe vẫn thích. Nhưng để gọi là phù hợp với những cái thông số của nó thì nó sẽ cần được nâng cấp thêm một chút. Ngoài ra con này mạnh ở một chỗ nữa là cái phần mid của nó sẽ không bị lấn át về phần bass quá nhiều. Tức là các bạn nghe cái phần mid, cái phần giọng người, cái phần khúc âm ở giữa nó hơi thiên về giọng nam một chút, thì các bạn nghe giọng nam nó sẽ sướng hơn một chút. Thì nó vẫn đảm bảo được một cái việc là âm nó vẫn đủ lớn và các bạn vẫn có thể nghe tạp được, các bạn vẫn có thể điều chỉnh trong cái filter của chúng ta, và chúng ta vẫn cảm giác được rõ là người nghe khá là trong trẻo luôn, chứ nó không bị lấn át quá nhiều bởi phần bass. Phần chép chúng ta vẫn có, nhưng mình cảm giác được là cái phần chép đấy nó rất là trong nha, nó vẫn có cái sự tinh tế ở trong đó, nhưng tất nhiên là nó sẽ không nổi bật hằng hai phần kia. Không có một cái sản phẩm nào mà nó có thể đáp ứng được cả ba giải cả. Thì cái này nó sẽ mạnh về bass hơn và nó nghe vẫn rất ổn, nhưng mà để so với cái thông số của nó thì mình có hơi buồn một chút. Tất nhiên là nếu như nói chung là nghe thì vẫn ok. Đây là cái chất âm mic của con JBL Live Pro Plus. Thì các bạn có thể để ý là nếu như bạn ai đã làm phần âm thanh nhiều á, mà các bạn nghe cái phần mic này, các bạn sẽ nhận ra đây là một cái phần mic đã được giảm lọc tiếng ồn khá là tốt luôn. Chúng ta sẽ nghe được một vài tiếng inh nhẹ trong cái phần âm này, nhưng nó tái hiện được cái giọng nó khá là chân thật, và chúng ta nghe được cái việc là chúng ta nói cái gì rất là sạch sẽ. Đặc biệt á, nó có cái phần chống nhiễu á, kiểu chống các cái tiếng ồn ở ngoài môi trường như thế này, thì nó sẽ giúp cho chúng ta một cái việc là chúng ta có thể nói rất là rõ ràng trong những cái môi trường không lý tưởng lắm, ví dụ như là môi trường ngoài trời, môi trường gió hay là môi trường quạt gì đấy, thì cái phần chất âm nó vẫn sẽ đủ trong trẻo và sạch sẽ để người nghe có thể nghe được rõ ràng. Nhưng mà tất nhiên là để gọi là hay thì rất là khó, rất là ít sản phẩm hiện giờ ở phần tai nghe mà nó có thể thu được mic hay được. Và đó là bài đánh giá chi tiết của mình về con JBL Live Pro Plus. Thì con này sẽ đem đến chúng ta cái gì nào? Đầu tiên là một cái sản phẩm tương đối nhỏ gọn, dễ dùng, dễ đeo túi, dễ mang đi. Cái cảm giác đeo rất là nhẹ nhàng, trừ cái phần bản lề nó hơi ngu ngốc một tí. Ngoài ra thì cái phần chất âm của con này là một cái điểm cộng rất là lớn, khi mà thật sự nó nghe rất là ổn ở trong phân khúc luôn. Nhưng so với những gì chúng ta được quảng cáo thì nó sẽ dừng ở mức ổn thôi, dừng ở mức chấp nhận được thôi, chứ không thể nào gọi là kiểu xuất sắc so với phân khúc được. Nhưng mà cái phần chất âm của con này vẫn đủ hay để có thể nghe được rất là nhiều thể loại. Và các bạn cảm giác như thế nào về con JBL Live Pro Plus này thì cứ comment bên dưới, và nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện nhé. Cảm ơn mọi người. Peace.